Vân Thái Hiền xin kính chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi lại tham quan một căn nhà đang cần được rao bán, nằm ở róc hai mặt tiền đường Đan, khu vực dân cư đông và nó cách đường Võ Nguyên Giáp. Thì đây là con đường Võ Nguyên Giáp mình đang chạy nha, cách đường Võ Nguyên Giáp khoảng 300m và cách đường vành đai khoảng 50m, khu vực dân cư hiện hữu. Từ căn nhà này chạy tới siêu thị Go khoảng 1 cây số và chạy tới trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 2 cây rưỡi. Nhà thuộc phường 8 thành phố Trà Vinh. Xin nhắc lại một lần nữa, nhà nằm ở góc hai mặt tiền hướng nam và hướng tây luôn. Hai mặt tiền rất là đẹp luôn nha mọi người. Và cái tổng diện tích của nó là ngang 10 dài 20, hổ cư sở hữu nhà đầy đủ. Chủ nhà đang cần tiền nên cần bán gấp với một cái giá vô cùng hời luôn. Những ai đang muốn kiếm cho mình một căn nhà, hoặc là những hộ gia đình nào đang muốn kiếm cho mình một căn nhà phòng ngủ nhiều thì đây là một sự lựa chọn. Hoặc có thể là kiếm cho mình một căn nhà để kinh doanh tạp hóa thì đây cũng có thể là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Vì nó gần chợ, gần trường học, gần trung tâm thành phố Trà Vinh. Khu vực dân cư đông nằm ngay góc ngã tư luôn. Nằm ngay góc ngã tư, đường rất là đẹp. Và có một cái dự án làm công viên của phường 8 cách đây khoảng 150m. Vậy thì những ai cảm thấy thích hợp thì cứ việc liên hệ với mình sẽ dẫn mọi người đi xem nhà. Chỗ nãy mình vừa mới chạy ngang đó chính là ao bơm Trà Vinh, cách ao bơm Trà Vinh khoảng 700m. Đường này là đường Võ Văn Kiệt đang làm giai đoạn 2, hay còn gọi là đường vành đai. Đường này chạy thẳng thì nó sẽ thông với tất cả các đường, ví dụ như thông với phường 2, phường 1, phường 7 và xã Long Đức, cộng với chúng ta sẽ đến được bệnh viện 700 phòng bệnh của tỉnh Trà Vinh. Đây là căn nhà mình cần rao bán, nằm ở góc ngã tư hai mặt tiền hiện hữu. Ngang 10 dài 20, thổ cư sở hữu nhà đầy đủ. Nhà được thiết kế là nhà mái thái, có một cái sân đậu xe rất là rộng luôn. Đậu vừa một chiếc xe ô tô và đậu khoảng thêm 10 chiếc xe Honda nữa. Bên hông có thêm cho mình một cái nhà kho nhỏ nhỏ. Đó, mọi người thấy không? Rất là rộng luôn nha. Nằm ở góc ngã tư. Mua xong có thể mở ra bán tạp hóa gì đó, vân vân và vân vân, tùy theo sở thích của mọi người thôi. Bây giờ mình sẽ đi vào trong căn nhà, mình quay cho mọi người xem. Vâng, vừa bước vào thì chúng ta sẽ thấy có một cái sân đậu xe rất là rộng luôn. Trồng cây kiển đồ vô tư luôn ha mọi người. Mọi người muốn trồng cây gì trồng, tại vì cái chỗ cây kiển này nó rất là rộng. Và từ trên nhìn xuống, chúng ta nhìn tổng quan bên ngoài căn nhà thì nhà này là nhà mái thái, bóng đèn ở phía ngoài, nói chung là chỗ nào cũng có đèn hết trơn á. Bên hông, bên phía bên tay trái á, là cái đường đi và cái tông màu ở phía ngoài là tông màu xám trắng. Có một cái viền xanh ở phía ngoài tạo nên điểm nhấn cho căn nhà ngày hôm nay. Thì mình sẽ quay tổng quát phía ngoài như vậy. Thì có điện nước đầy đủ luôn nha. Nằm ở góc hai mặt tiền. Đây có cái vòi nước luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phía bên trong căn nhà quay cho mọi người xem. Thì căn nhà này xài khóa là khóa điện tử ha. Chúng ta có thể là nhớ mật khẩu để mở vào. Và cũng có thể là xài chìa khóa. Cũng có thể là nói chung là quét khuôn mặt gì đó, vân 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 vân, tùy theo mọi người thôi. Thì cái căn nhà này thì mình thích xài khóa số hơn ha, tại vì mình cứ nhớ mật khẩu rồi mình bấm vô thôi. Tại vì cái này là rất thích hợp cho những ai mà hay quên đó mọi người, hay quên chìa khóa đó, thì chúng ta cứ việc nhớ mật khẩu, bấm vô cái chìa khóa một cái nè, rồi bắt đầu nhập mật khẩu vô, nhập mật khẩu xong bấm vô một cái chìa khóa nữa làm cái bật rồi đi vô căn nhà, rất là nhanh gọn lẹ luôn ha. Bán nhà sẽ để lại toàn bộ tất cả những gì có bên trong căn nhà ngày hôm nay, bao gồm màn cửa, tất cả những vật dụng trang trí, quạt và đèn. Thêm cái nữa là bộ ghế sofa. Nhà này thì nó rất là rộng nha mọi người. 4 căn phòng. Cái phân phòng phía ngoài chúng ta có thể cho con em chúng ta học, làm cái góc học tập, hoặc cũng có thể là làm cái phòng thờ, vân vân, tùy theo mọi người thôi. Và 3 căn phòng lớn nha. 3 căn phòng lớn, trong đó có một cái căn phòng có cái nhà vệ sinh ở trong và một nhà vệ sinh chung. Một phòng khách rộng. Một cái nhà bếp cũng rất là rộng luôn. Một hồi nữa mình đi vào nhà bếp quay cho mọi người xem, nó rất là rộng luôn. Đó.
Ở phía ngoài này thì có chừa sẵn cái ổ điện nè, gắn nguyên cái truyền hình chà bá lửa để lên đây coi thoải mái mọi người. Ngay cái chỗ để truyền hình đó là có mấy cái tủ luôn ha, kéo ra kéo vô đồ rất là thoải mái. Thì có những cái cái giả gỗ nha mọi người. Cái giả gỗ này á thì làm điểm nhấn cho cái căn nhà của chúng ta ngày hôm nay. Thì mời mọi người tham quan đi ha. Và mình sẽ nhắc luôn cái giá mà chủ nhà đưa ra. Thì mình xin nhắc lại, nhà này là thuộc phường 8, thành phố Trà Vinh, nằm ở góc hai mặt tiền đường Đan, xe ô tô chạy vào tới chỗ. Một điều đặc biệt là ngang 10, dài 20. Thổ cư, sở hữu nhà đầy đủ. Và giá chủ nhà đưa ra là 2 tỷ 2 cho toàn bộ căn nhà 4 phòng ngủ. Rất là rộng luôn, đông thành viên ở thoải mái. Vô chỉ cần gắn thêm cho mình một cái hai ba cái máy lạnh nữa là bao mát luôn mọi người. Cũng có thể là xài quạt tùy theo mọi người thôi, tùy theo sở thích của mọi người. Đây, nguyên một cái phòng bếp rất là rộng luôn ha. Không gian bếp vô cùng rộng luôn. Thích hợp là để đồ. Những chị em nội trợ, cô chú chị em nào mà thích hợp mà hay đi chợ mà sắm đồ nhiều á, không biết để đâu á, thì chúng ta có thể lợi dụng không gian bếp này để đồ thoải mái, nồi niêu son chảo. Có thể đi ra cái kho bên phía bên tay trái để đồ. Tại vì bên phía bên tay trái mình có xây dựng thêm cái kho để đồ nữa, rất là rộng. Thấy không? Lên đèn xong là căn nhà này y như trong mơ mọi người, rất là đẹp luôn ha. Có những cái điểm nhấn cho riêng căn nhà, ví dụ như là trần nhà nè, có cái đèn nè, một cái màu trắng nè, một cái tông màu nâu nè, chủ đạo nè, màu trắng tạo điểm nhấn nè. Và cái tông màu chủ đạo của căn nhà ngày hôm nay á, ở phía trong á là tông màu trắng sữa ha, tông màu rất là đẹp luôn. Và có một cái kính để ngay chỗ cái không gian bếp của mình nè, phòng này ha. Giá thì chỉ có 2 tỷ 2 thôi mọi người. 2 tỷ 2 thương lượng nhẹ trực tiếp chính chủ thông qua số hotline 0909840707 hoặc 0968840707, dẫn mọi người đi xem nhà, gửi mọi người sổ đất để cho mọi người tham khảo. Nhà này là ngôi nhà sạch, không dính quy hoạch gì cả, gần chợ, gần trường học, gần trung tâm, giá 2 tỷ 200 triệu. Liên hệ ngay số hotline để nhận ngay giá tốt. Giá 2 tỷ 2 là một cái giá gần như chốt, chỉ thương lượng nhẹ thôi. Thương lượng nhẹ chừng vài chục triệu thôi là có thể chốt được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phía trong, quay thêm cái phòng ở phía trong cho mọi người tham khảo thêm cái nữa là mình sẽ kết thúc video clip nha. Rồi mời mọi người đi vào phía trong. Thì đây là cái căn phòng thứ 3. Căn phòng thứ 3 này là một căn phòng rộng ha. Có cho mình một cái nhà vệ sinh thích hợp cho cô chú nào mà lớn tuổi á. Vừa ngủ mở cửa ra đi vệ sinh. Tại vì người lớn thì hay tiểu đi mọi người. Nó rất là tiện lợi luôn. Dòi nước nè. Dòi nước, nước chảy mạnh nha. Rất là ok, rất là thoải mái luôn. Gắn thêm cái dòi máy nước nóng lạnh nữa. Cái này để cái giường ha. Và có thể là để cái niệm là chúng ta có thể ngủ được rồi. Bàn trang điểm có sẵn nè. Ổ điện đồ đầy đủ các kiểu luôn. Và bên kia là một cái phòng thứ tư. Phòng thứ tư thì có chừa sẵn một cái chỗ để máy lạnh cho mọi người luôn nha. Đó, có đi lỗ để máy lạnh luôn đó. Điện đồ đầy đủ, ổ điện đồ đầy đủ các kiểu luôn. Rồi một lần nữa mình xin nhắc lại ha. Nhà này ngang 10 và 20 thuộc phường 8 thành phố Trà Vinh. Căn nhà 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp rộng, 1 cái kho nhỏ phía ngoài, 1 sân đậu xe vô tư bát ngát trời xanh góc hai mặt tiền. Đi đến ao bờ ôm Trà Vinh sát một bên và đi đến siêu thị Go khoảng 1 cây số và tới trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 2 cây rưỡi. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0909840707 hoặc 0968840707. Xin nhắc lại một lần nữa, giá 2 tỷ 2 cho một căn nhà thuộc phường 8 góc hai mặt tiền. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong clip tiếp theo. Chúc mọi người đầu tư sinh lời, công việc tấn tài, tấn lộc, tấn bình an.